Lúc này thì chúng mình đang có mặt tại Nghệ An. Và bên ngoài trời đang mưa rất là to. Hôm nay chúng mình sẽ làm một chương trình rất đặc biệt. Chúng mình sẽ đi biểu diễn bóng đá cho các bạn nhỏ ở trong từng lớp một các bạn nhé. Chúng mình sẽ thử ùa vào các lớp đấy và biểu diễn xem các bạn nhỏ phải ra sao nhé. Để xem mọi người có biết là thi freestyle soccer là ai, Ngọc Anh là ai, Duy Trung là ai, Phúc là ai, Huỳnh là ai, đây là đâu không? Ok, bây giờ thì lên đường, let's go.